Nam mô đạo tràng giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy từ bi hoan hỷ bố thí cho chúng con được nói chuyện buổi sáng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chúng ta mỗi một con người ở trong mỗi một quốc gia đều sinh ra và lớn lên trong các hoàn cảnh khác nhau. Người thì sinh ra và trong gia đình giàu có, cũng có người sinh ra trong gia đình hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta vào thời nước Ấn Độ, Ngài đã chọn cho mình một tầng lớp, một giai cấp nào để sau này đi xuất gia có thể hóa độ được chúng sinh. Đất nước Ấn Độ lúc đương thời xã hội được chia ra 4 đẳng cấp. Thứ nhất, đẳng cấp Bà La Môn. Thứ hai là đẳng cấp dòng dõi sát đế lỵ, là tầng lớp vua chúa. Và đẳng cấp thứ ba mà ngày nay chúng ta gọi là công nhân, thợ thủ công. Và tầng lớp thứ tư được gọi là những người bần cùng trong xã hội. Thế thì Thái tử Tất Đạt Đa rất là đắn đo, Ngài đã suy nghĩ và cuối cùng Ngài đã cân nhắc, quyết định mình sẽ giáng sinh vào dòng dõi, đó là đế vương. Vì sao vậy ạ? Vì chúng ta biết rằng 70-80% đất nước Ấn Độ thời bấy giờ đó là tầng lớp bình dân chiếm đa số trong xã hội. Nếu như Thái tử Tất Đạt Đa mà hiện thân vào trong tầng lớp bình dân để sau này Ngài có đi xuất gia thành đạo thì thế gian cho rằng là gì ạ? Vì đói, vì nghèo, vì khổ nên phải đi tu, đúng không ạ? Ngài cũng không muốn ứng thân vào tầng lớp Bà La Môn, vì tầng lớp đó là tầng lớp tu sĩ đương thời. Nếu Ngài ứng thân vào đạo thì Ngài biến thành gì ạ? Đó là biến thành vào đạo Bà La Môn chứ không phải là đạo Phật, đúng không ạ? Và cuối cùng Ngài quyết định chọn vào tầng lớp đế vương. Đố quý vị biết nguyên nhân và lý do làm sao ạ? Bởi vì tầng lớp đế vương có 5 điều hưởng thụ tột bậc lớn nhất của một con người mà chắc hẳn tất cả mọi người chúng ta ngồi ở chay đường này đều biết, và thường xuyên chúng ta đọc tụng kinh chúng ta đều biết. Đó là gì ạ? 5 điều gì ạ? Đó là ngũ dục. Thứ nhất là về tiền, đó là tài, sắc, danh, thực và tùy. Chúng con xin được phân tích 5 điều này mà Thái tử Tất Đạt Đa chọn vào về dòng dõi đế vương. Thứ nhất là về tài, tức là tiền của tài sản. Không ai giàu bằng nhà vua, đúng không ạ? Và về tài năng, về trí tuệ, về học thức và về đào tạo
cũng không ai được nuôi dưỡng và chăm sóc kỹ và đào tạo được như ở trong cung vua. Thì trong cung vua được đào tạo muốn người giỏi vào dạy cho cung vua, đó là một cách rất là dễ dàng, đúng không ạ? Cho nên cái này là thuộc về tài. Và cái thứ hai đó là thuộc về sắc. Sắc mọi thứ ở đây là các vật dụng. Mọi thứ sắc dục đẹp đẽ nhất đều được dâng lên vua để hưởng thụ. Ví dụ như là tuyển chọn các cung tần, mỹ nữ, người nào đẹp nhất thì được vào cung vua để hầu hạ ở nhà vua và làm việc ở trong cung vua. Những cái thứ gì ngon nhất, những cái gì tốt nhất ở trên thế gian cũng đều được đưa vào cung vua. Cho nên ở Việt Nam chúng ta cũng có một câu thế này mà trong Phật pháp chúng ta luôn luôn cầu nguyện, đó là gì ạ? Đó là sinh phùng Trung Quốc. Tức là được giải thích là chúng ta sinh ở trung tâm của đất nước, thủ đô chính là trung tâm của đất nước, không bao giờ cũng có cái điều kiện hơn hẳn ở tất cả các địa phương. Giống như ở chùa Hồng Pháp của chúng ta đây cũng gần một trung tâm, một thành phố lớn của cả nước, thì rất là thuận tiện về việc Hồng Pháp, về việc mua bán ở cái này cái khác để chúng ta làm Phật sự. Và ngày xưa cũng có một câu nói ca dao thế này ạ. Đố quý vị biết là câu ca dao gì ạ? Đó là sống nhà quê không bằng quét lê thành thị, đúng không ạ? Khi chúng ta có điều kiện, có tiền mà ở vùng nhà quê, muốn ăn một bát phở ngon, phở đặc biệt, thế chúng ta không có thể mua được. Anh có tiền đi chăng nữa, muốn mua, muốn sắm cái này, cái khác, cũng nói như đơn giản, các chi nhánh của chúng ta ở các tỉnh lẻ mà muốn sắm đồ, muốn mua cái đồ trang trí để chuẩn bị cho các đại lễ, thế có tiền nhưng mà không mua được thì phải lên thành phố, phải lên trung tâm thì mới mua được. Còn những người mà ở trung tâm của thành phố, người nghèo nhất, có tiền muốn ăn một bát phở ngon thì người ta vẫn có thể mua được. Ở trung tâm của thành phố là cái gì ngon nhất, cái gì đẹp nhất, cái gì tươi ngon thì đưa lên thủ đô, thành phố là được hưởng thụ tất ở trước thiên hạ. Cái đó là theo ngũ dục của đế vương thì đó là cao nhất trong các tầng lớp kinh kỳ. Cho nên cái thứ hai nó thuộc về sắc, hưởng thụ về sắc dục là hưởng thụ cái đẹp nhất. Thì đế vương là sự hưởng thụ cao nhất. Và cái thứ ba đó là danh. Danh có nghĩa là gì ạ? Danh có nghĩa là địa vị. Trong địa vị thì vua là người đứng đầu. Ở trong cả một nước hàng triệu người thì người đứng đầu của cả nước đó là ai ạ? Đó là Tổng Bí Thư, là Chủ tịch nước. Một quốc gia hoặc một đất nước chỉ có một vua mà thôi. Thì đây là cái địa vị cao nhất. Danh có nghĩa là cao nhất. Và cái thứ tư
đó là thực. Thực có nghĩa đây là ăn uống. Xin thưa rằng trong ăn uống, trong cung vua, cái gì ngon nhất này? Sơn hào hải vị được đưa lên nhà vua. Cho dù nhà vua không muốn ăn nhưng mà cũng phải dâng lên cho nhà vua. Và cái thứ năm đó là thùy, đó là giường chiếu chăn đệm, tất cả cái gì cao quý ở trong cung vua thì đều phải phục vụ cho giấc ngủ cho nhà vua. Chăn gối, giường nệm đều dâng lên cho nhà vua. Cho lên trong ngũ dục nó là tiền tài sắc danh thực và thủy. Nhưng mà đối với Thái tử Tất Đạt Đa, ngài có quyền có thể hưởng thụ một cách trọn vẹn nhất. Nhưng tại sao ngài không lựa chọn như vậy? Bởi vì sau này ngài bỏ tất cả những thứ đó, những cái thứ hưởng thụ ở dục lạc này, để xuất gia tìm đạo, để khẳng định với người đời biết rằng những đỉnh cao của sự hưởng thụ của thế gian không bao giờ có được, chỉ có con đường giải thoát và giác ngộ. Anh có làm vua đi chăng nữa thì vẫn luân hồi, vẫn sinh tử, vẫn khổ đau. Anh có làm vua đi chăng nữa, thụ hưởng dục lạc đầy đủ, anh cũng không có con đường giác ngộ, giải thoát. Và đây, ở ngôi vị đế vương ở đây cũng không bằng gì ạ, không quý bằng đạo. Do đó mà Thái tử Tất Đạt Đa bỏ cung vua để đi xuất gia tìm đạo. Đây mới chính là lý tưởng, là lý do quan trọng mà Đức Thế Tôn của chúng ta chọn vào gia đình đế vương để xuất thân. Xin thưa rằng với quý vị, ở trong tất cả các tôn giáo lớn ở trên thế giới, duy chỉ có Đức Phật của Đạo Phật là vị giáo chủ xuất thân từ tầng lớp đế vương. Còn tất cả các vị giáo chủ của các tôn giáo khác đều xuất thân từ tầng lớp bình dân. Cho nên ngay từ lúc đầu, các tôn giáo khác về mặt lịch sử, chúng ta thấy rằng họ rất là khổ và nhọc nhằn trong việc cách truyền đạo. Bởi vì họ không có tiếng nói, họ không có địa vị ở trong tầng lớp của xã hội lúc bấy giờ. Còn Đức Phật của chúng ta, sau khi thành đạo một cái thì ngài truyền đạo cho tất cả mọi người, nhưng ngài cũng có truyền đạo cho các vị đế vương. Nếu như các vị đế vương đó học đạo với Đức Phật, hiểu và áp dụng giáo lý của Đức Phật, thì một quốc gia nào mà có vị đế vương biết quy y Phật thì tất cả dân chúng trong địa phương đó sẽ quy y với Đức Phật. Cho nên tại sao chúng con nhấn mạnh là Đức Phật của chúng ta không chọn vào tầng lớp bình dân mà ngài lại lựa chọn vào tầng lớp đế vương để xuất thân ạ?
Và đây cũng là điều mà tất cả mọi người đều suy nghĩ và đắn đo, không hiểu làm sao Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta lại xuất thân vào tầng lớp đế vương. Thì những lời vừa trên chúng con đã phân tích để cho quý vị chúng ta hiểu về cuộc đời của Đức Phật nhân ngày sắp tới là đến ngày Đức Phật đản sinh. Đó là những nguyên nhân mà Thái tử Tất Đạt Đa của chúng ta ứng thân vào tầng lớp đế vương để sau này có địa vị và có thể chia sẻ được tới các vị đệ tử của mình. Cuối lời chúng con kính chúc trên đại chúng có một ngày tu tập an lạc trong chánh niệm. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.